thần tài báo mộng, đúng tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, được các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trúng số độc đắc, trăm tỷ cầm tay, không ai sánh bằng. Hoan hỉ chào mừng quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy cô độc trên cõi đời, bơ vơ trong chính cuộc sống của mình hay không? Nói không ai hiểu, bày tỏ không ai thấu, ngày ngày phải gồng gánh trên vai, biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề, đến kiệt sức. Tôi thấy có những người luôn hết mình chăm lo cho gia đình, vất vả sớm hôm, nhưng mãi không được thảnh thơi, ngẩng mặt lên với đời. Thế nhưng, cứ ngồi im than trời trách đất thì cũng chẳng thể nào giải quyết được điều gì cả. Bản thân chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực, từng giây, từng phút một để cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể bây giờ bạn chưa được tiền tài phú quý, nhưng về sau này chắc chắn sẽ sung túc an yên. Ngoài sự cố gắng của chính bản thân, thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng để thúc đẩy cho vận trình của bạn tốt đẹp cho tương lai. Khi xem luận giải tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi tiết lộ rằng tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, năm 2023 này phải trải qua đại hạn 49 tuổi. Thế nhưng, đúng tháng 9 âm lịch này sẽ là lúc để con giáp này đổi vận, đổi thời giữa lúc khó khăn. Ơn trên thương tình mà ban cho kim bài đỏ may mắn, chỉ cần bản mệnh nắm thật chắc thì sẽ thoát khỏi được khó khăn đại hạn. Vậy trong tháng 9 âm này, quý bản mệnh cần phải lưu ý điều gì, làm sao để đón cát xua hung, làm sao để có thể phát tài và trở nên giàu có, thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Nam và nữ sinh năm 1975, tuổi Ất Mão, tức tuổi con mèo, thường gọi là đắc đạo chi miêu, tức mèo đắc đạo, mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn. Người tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, là người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức sâu rộng, khả năng sáng tạo cao. Người tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, yêu thích sự tự do, thoải mái, không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ nào, thích dành thời gian làm những việc mình thích. Nếu được làm những công việc thuộc chuyên môn, họ sẽ phát huy được khả năng của mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, lại là người làm việc theo cảm hứng. Nếu có hứng thì làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả sẽ không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo, uyển chuyển. Họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Về tính cách ôn hòa, dịu dàng, Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn, bình yên, họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy, dù trong những lúc gặp khó khăn, sóng gió, thì tuổi Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Người này sống rất thoải mái, phóng khoáng, họ chi tiêu hoang phí, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho bất kỳ ai gặp khó khăn, cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tháng mới là lúc để con giáp tuổi Ất Mão thể hiện sự uy tín của mình trong công việc, nhờ đó mà bạn được tin tưởng hơn bao giờ hết. Nhiều người còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc bạn được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế, hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng. Đế vượng là sao tốt, mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp tuổi Ất Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Tháng này, nhiều người may mắn được tăng lương, thăng chức nhờ công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận,
cuộc sống của bạn lúc này cũng rất năng động, vui vẻ. Công việc của bạn cũng nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, do đó đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Kiếp tài xuất hiện, dễ có họa thị phi từ những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc và thành công của bạn, do đó tháng này bản mệnh nên giữ mồm giữ miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà bạn có nữa nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh, hanh thông tốt lành, để mọi sự thuận lợi. Bạn cần buông bỏ bớt sự kiểm soát với đối phương và để mối quan hệ được tiến triển một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, có tương phá xuất hiện, tức là có điểm phá tài, khuyên bản mệnh không nên chủ quan từ các giao dịch liên quan tới tiền nong. Nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát về tuổi Ất Mão thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho biết, sang tháng mới sự nghiệp của con giáp tuổi Ất Mão lúc này rất đáng để mong đợi. Khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bạn dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ bạn. Có thể nói, tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo, nên nhiều người có cơ hội thăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc trong tháng này. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới, dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn đâu, vì năng lực của bạn đã được khẳng định trong một thời gian dài rồi. Tháng này, một số người cũng có thể nhận được cơ hội việc làm mới để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình hoặc lời đề nghị thăng chức. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần, bạn có thể hiểu được mọi việc một cách suôn sẻ. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, tháng này, tình hình tài chính của con giáp tuổi Ất Mão khá rực rỡ. Dường như nguồn thu này đang bồi đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bạn vậy. Thậm chí, có nhiều người có được của ăn, của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho bạn có tương lai tốt hơn. Nhiều người tuổi này, nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhé. Lục bạch bay về phương Bắc cho thấy, những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội, sẽ có thể phát tài. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh, thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chớp lấy thời cơ của mình. Về mặt tình cảm, xem tử vi tháng, vận trình tình cảm của người tuổi Ất Mão trong tháng này có nhiều thay đổi tích cực, vì bạn rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời, cũng như người thân của người ấy, thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Người độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn, như ý, để bạn có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình. Bản mệnh phải chấp nhận một thực tế rằng bạn không thể tìm ngay được người vừa ý. Do đó, phải loại bỏ rất nhiều đối tượng tiềm năng, nhất là những ai có thái độ thô lỗ, thiếu tôn trọng, thì hãy loại họ sớm bằng thái độ vừa từ tốn, vừa dứt khoát, để đừng làm lãng phí thời gian của hai người thêm nữa. Nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện khiến hai bạn lại gần nhau hơn, thậm chí có thể đi đến các quyết định quan trọng của mối quan hệ. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 9 tuổi Ất Mão âm lịch, tình hình sức khỏe của những con giáp tuổi Mão không có gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần tập trung vào việc ăn uống, đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô. Mỗi khi mệt, bạn nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia, con giáp Ất Mão nhé. Dưới đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Mão trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Mão, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Ất Mão được nhắc đến là một trong những con giáp may mắn tuần này. Có thể nói, bạn luôn biết cách để gom giữ may mắn và quyền lợi về cho bản thân.
đầu tuần có cả thiên tài và chính tài cùng trợ mệnh. Nhờ thế mà người tuổi Ất Mão tuần này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính khi mà tiền hết rồi lại có. Duy chỉ có thời điểm cuối tuần, số tiền bạc chi tiêu ra quá lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người tuổi Mão đó. Được các tinh độ mệnh, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Công việc nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, có thể có một số đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Các tinh thái âm cho thấy, quý nhân giúp sức cho con giáp này, phần lớn nữ mệnh sẽ được hưởng lợi từ điều này, nam mệnh cũng có phần may mắn. Chỉ là đứng phía sau nữ mệnh mà thôi, đừng quá lo lắng bởi ai có công lao bỏ ra thì chắc chắn cũng sẽ có phần để mang về. Dù vậy, bạn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc, dù sao trong môi trường nhiều cạnh tranh. Ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Không chỉ sự nghiệp, vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ, hãy tin tưởng vào bản thân mình và nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bạn sẽ thấy đồng tiền chảy về túi mình nhanh chóng hơn hẳn trước kia. Nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay, vì hung tinh vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Hợi, Tuất, tiểu nhân Tý, Dậu. Màu sắc may mắn đỏ, đen. Con số phát tài 12, 20, 46. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Mão, tháng 9 âm lịch 2023. Với người tuổi Ất Mão, sao tốt Thái Dương xuất hiện dự đoán, bản mệnh sẽ gặp vận may tương đối tốt trong tuần này. Con giáp này có nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Hơn nữa, bạn còn truyền cảm hứng cho người bên cạnh. Bạn bè xung quanh bạn dường như cũng nhận thức được sự thay đổi này ở bạn và họ sẽ trở nên tự giác và tích cực hơn dưới ảnh hưởng của bạn. Có thể có một số đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Dù vậy, bạn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc, dù sao, trong môi trường nhiều cạnh tranh. Ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Vận trình công danh sự nghiệp tuần này của người tuổi Ất Mão khá tốt, chính ấn dẫn đường, con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình, thoải mái phát huy năng lực cá nhân để giành lấy những gì mình muốn, vẫn có những khó khăn nhất định nhưng bản mệnh đều có thể vượt qua. Vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ, nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay vì hung tinh thiên quan vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy người tuổi Ất Mão có khả năng thăng tiến trong khoảng thời gian này, tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải khá vất vả trong công việc. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này phải di chuyển khá nhiều vì lý do công việc, song càng đi xa lại càng gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Về mặt tình duyên, bạn sẽ có sự tương tác và thấu hiểu tốt hơn với nửa kia của mình, mối quan hệ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Đối với những người muốn kết hôn, sinh con hoặc thoát khỏi tình trạng độc thân, sẽ có những vận may đến đúng lúc. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Mão, Dần, tiểu nhân Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, be vàng, đen. Con số phát tài 16, 22, 09. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Mão, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần 3 của người tuổi Mão báo hiệu hung vận khá lớn đang bao trùm lên vận trình tuần này của bản mệnh. Đầu tuần, công việc phát triển khá tốt, có chính quan nhập cục, lại thêm Thái Dương cát tinh che chở, nên bản mệnh dễ dàng hoàn thành công việc được giao và đạt được những mục tiêu đã định. Tuy nhiên, thời điểm cuối tuần cát khí lắng xuống, vận trình công việc của con giáp này sa sút rất nhiều, thương quan cảnh báo. Những sai sót có thể xảy ra khi mà bản mệnh thiếu tập trung vào công việc, bản mệnh cần có kế hoạch làm việc hợp lý hơn. Đặc biệt, chú ý sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để tạo cảm hứng làm việc. Cũng giống như vận trình công việc, vận trình tài lộc của con giáp này cũng khá bất ổn với nhiều thăng trầm. Về cơ bản thì tài vận của tuổi Ất Mão khá sáng khi có cả thiên tài và chính tài cùng trợ giúp, báo hiệu nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đang trên đà tăng tiến. Tuy nhiên, cuối tuần bản mệnh có thêm một số khoản chi khiến cho túi tiền vơi đi ít nhiều. Đường tình duyên không được thuận lợi như mong muốn, các cặp đôi gặp phải nhiều cản trở trong mối quan hệ của mình, những người mà bạn mong chờ đón nhận tình cảm của mình.
lại tỏ ý không vừa lòng, có lẽ hai bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành được cảm tình cũng như sự ủng hộ từ những người thân yêu nhất. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, mùi, tiểu nhân, thân, ý. Màu sắc may mắn, xanh dương, xanh lá. Con số phát tài, 48, 09, 28. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Ất Mão, có thể thấy rằng vận trình của con giáp này hung cát đan xen, nhiều vấn đề cùng nảy sinh trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất đắc dĩ, bản mệnh dù cho đi rất nhiều, nhưng nhận về lại chẳng được bao nhiêu, đường công danh sự nghiệp cũng không hoàn toàn ổn định. Tuy về cơ bản là tuổi Ất Mão tuần này đạt được nhiều bước tiến mới, cũng gặt hái được không ít thành công, khi mà ấn quan hiệp lực tương trợ và tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện mình, song đó là chuyện đầu tuần mà thôi. Càng về cuối tuần thì vận trình sự nghiệp càng thêm phần sa sút, người tuổi Ất Mão có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, khiến cho những thành quả bạn đạt được trước đó bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng may, có giải thần cát tinh nâng đỡ, gánh bớt cho những xui xẻo, nên bản mệnh mới giữ được phong độ của mình. Riêng về vận trình tài lộc thì thiên tài cho thấy, con giáp này có thể sẽ nhận được khá nhiều cơ hội để phát tài phát lộc trong tuần này, đặc biệt là khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh chớ nên bỏ lỡ thời điểm này trong tuần, nhất là những người làm kinh doanh, càng nên cố gắng để chuyện làm ăn phát triển tốt đẹp hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mùi, tuất, tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, tím, xanh lá. Con số phát tài, 56, 88, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây. Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ, tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không có gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều. Vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu, chợt tỉnh ngộ, cảm tạ, rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu. Nhưng cuối cùng, đều không ai chiến thắng cả, bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt, từ giã thế gian này, dù có là ai, thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi, không nên cứ lợi hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bà mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất.
Đáng tiếc là trên thế giới này, đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời, sẽ tiêu hết tiền tích cóp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa, còn bị mổ vài lần rồi mới ra đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ. Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống từ 50 đến 60 tuổi. Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.